Yo, xin chào mọi người, lại là tôi Cash Lượng. Dạo này tôi thấy kênh tôi có cả dấu hiệu là nó sắp dead các bạn ạ. Nên là trước khi nó dead hẳn ấy thì tôi muốn để lại một thứ gì đấy gọi là nội dung trên kênh, hiểu không? Yeah, nên là sắp tới tôi sẽ ra một series tên là Bad World Challenge, hay còn dịch ra là thử thách Bad World ấy. Giới thiệu một chút đấy thôi. Và thử thách hôm nay sẽ là không được mua đồ trong shop, mà mình chỉ được đi nhặt đồ của team khác. Chúc bạn xem video vui vẻ, vì đây là video đầu tiên nên mình sẽ nói hơi nhiều, lần sau mình nói ít hơn đấy nhá. Let's go, trận đầu tiên. Ơ, what the fuck, tôi quên tôi không được mua đủ ấy, quen tay, xin lỗi. Tôi phải đứng đây đợi, tôi quen. Fuck. À, tôi nghĩ là trận này sẽ mất 8 tiếng hết trận này, mất nhìn này thanh niên bây giờ chưa sang đến nhà tôi. Không sao, tôi là một con người kiên nhẫn, tôi có thể chờ. Please. Ừ đúng, được, bạn có thể làm được, bạn hãy mẹ bạn sang bên này được mà, tôi tin bạn. Cố lên, you can do it. Sang đây đi. Nhảy xuống này. Ừ, ăn táo đi cũng được. Ừ, xuống. Ủa, bạn không mang grab cho mình à? Bạn chơi kỳ thế. Thử xem đánh nhau này, tôi cược là Yellow sẽ thắng. Ôi giời. Ơ kìa. Ô ô đúng, block. No, you need to bring me block me. Rồi, đấy. Bây giờ ông ấy sẽ bắt cao lên xong cho tôi block là hợp lý rồi. Fuck, ông ấy không bắt cao. Ừ, thế cũng được. Hợp lý. Fuck. Come here, Red. Come here. Tôi tin ông. Tôi sẽ lên đây. Tôi tin ông có thể làm được mà, Red. Nhưng mà cái map này hơi cao nha. Nhảy xuống hơi nhiều máu nha. Ông ấy nhìn thấy tôi rồi ấy. Off. Ừ, đập bét đi. Ừ, lại bắt cao lên, không đặt block xuống đất cho tôi đập cũng được. Fuck, tôi trèo đây là ngu rồi. Oh fuck, ngu lọ rồi. Nhào không đặt block đây, không cho người ta block chặt xịn. Tìm block chưa? Đúng, nó phải như thế. Gotcha bitch. Sao mà đỡ được, đỡ thế nào? Má nó bào hết sạch. Bào hết sạch luôn. Cái video này bạn chắc sẽ hôm nay mùng 3 thế, tập mùng 8 mới có trên YouTube. Let's go. Xin cái bet đi. Oh shit, ông lấy mày bet đấy rồi. Đúng, thế cũng được. Ừ, mất bet đi. Ừ. Hợp lý. Fuck. Đúng rồi, chạy về đi, đừng có đứng đây nữa, trời ơi. Please go home, man. Đừng nhìn anh với khuôn mặt xa lạ xin. Lần thằng trong tâm trí anh từng đêm nữa. Quên đi, hết đi. Mong chờ, hình như chính là em, cho anh vẫn vương. No, don't come here, man. No, please, forgive me. No, không cơ cấu. Fair play. Không cơ cấu nha. Sao mà rơi được, nghĩ gì vậy? Tự nhiên là tôi sẽ chạy lên nóc nhà của bên team này được. Xong rồi tôi sẽ chạy sang nhà ông đấy. Ui, mày hợp lý này.
Cũng thông minh ra rồi đấy. Let's go, trận tiếp theo. Map này gần này, map này nhìn uy tín này. Theo như kinh nghiệm của tôi là tôi không được nhặt đồ, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi là chỉ cần 8 cục sắt là có thể sang bên kia được rồi. Tôi cần trốn nha, tôi lại chơi trốn thôi. Trốn đâu nhỉ? Trốn đây đi hợp lý đấy. Thấy chưa? Thấy tôi chưa? Chắc thấy rồi đấy. Yeah, đặt lock các kiểu đi. Đúng rồi. Không đi the best vậy. Rồi ôi, lộc trời cho, xin game. Trận này hợp lý rồi này, bắt đầu hợp lý này. Xài, lag được gốc thế, trời. Không sao biết tôi ở đây, xong tôi sẽ ra assassin. Đó, nó phải như thế. Mấy thằng đập bét sớm hơn là tôi được đống block rồi. Bất ngờ chưa? Oh shit, sao bắt ra mid man? Nhà tôi ở đây mà, hello. 1, 2, 3, 4. Cứu tôi không có block. Fuck. Tôi hết lựa chọn rồi, oh shit. Thì vào lựa chọn tôi đứng đợi thanh niên này thôi chứ sao chứ. Tôi không có đồ gì cả. Tôi vô gia cư. Tôi bào hết cái cầu. Cay quá thì. Yatsu, come here. My hero. Oh, block cho tôi. Oh shit man. Cảm ơn bố. Vậy đây sẽ là điều kiện để tôi đánh không? Solo 1-1. Tôi chạy trước này. Khỏe mà không khí cái quả solo ở đây chứ. Đánh nhau đi. Đánh nhau, cảm ơn ông vì cho tôi block nhưng mà đánh nhau. Cái gì? Finally.